và có thể thiếu. Hôm nay mình được lên TV à? Hôm nay có lên CCTV. Đừng cho cô là người nổi tiếng rồi. Vâng. Cô không cần nổi, nhiều người cũng biết cô rửa giỏi rồi. Đừng cho cô là người nổi tiếng rồi. Đây là cô Trang nhé. Cô Trang. Quảng cáo không mất tiền. Yeah.